Chị ơi, yêu xa mùa dịch thì nên làm thế nào, rồi cái nguy cơ, rồi cái tiềm ẩn, vân vân và vân vân. Nếu như các bạn đang trong cái thời điểm mà cách ly, mỗi người mỗi nhà, các bạn không có được gần gũi nhau, các bạn không có được gặp người yêu của các bạn như thường xuyên nữa, thì đầu tiên là các bạn phải hiểu được là bạn không phải là người duy nhất đang chịu cái cảnh yêu xa này. Có nghĩa là sao? Có nhiều người khác cũng đang phải trải qua cái quá trình như bạn, cũng phải yêu xa, cũng không gặp người yêu, rồi có khi bị bệnh, rồi có khi rồi gia đình có chuyện, vân 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 vân. Những cái mà bạn nghĩ trời trời có mình tôi đang khổ thì thật ra không phải, nhiều người cũng đang khổ như bạn. Ok, rồi vậy làm sao để giải quyết cái vấn đề đó đây chị? Rồi cái thứ hai, nếu như ai cũng đang trong tình trạng đó thì làm sao để mà hâm nóng tình cảm này? Okay, các bạn nên thử những cái gì mới, ví dụ như gọi điện thoại bằng video call chẳng hạn. Xưa giờ mình không có hẹn hò bằng video call thì các bạn có thể đổi qua hẹn hò bằng video call. Nhi còn nhớ hồi năm ngoái lúc mà nó lockdown á, Nhi với lại dạy trai của Nhi á, tự nhiên hẹn hò rất là vui, tự nhiên sẽ hẹn hò sau cái giờ đi làm về, tại vì không có được qua nhà ai hết, mỗi người ở một nhà không. Xong rồi ảnh đặt đồ ăn tới nhà ảnh, rồi anh cũng đặt AC đồ ăn tới nhà Nhi, thì coi như ảnh trả tiền ăn tối cho Nhi đi. Nó cũng vui lắm mấy bạn làm kiểu khác. Nếu như bạn nói chị em mùa này mùa dịch ở Việt Nam không có được ăn, đặt đồ ăn luôn, thì các bạn thử cứ tự nấu đi. Có nghĩa là ảnh ăn món gì thì bạn nói tối nay hai đứa mình cùng nấu chung món nha. Có nghĩa là anh nấu món gì thì em nấu AC như vậy. Xong hai đứa mình kiểu như ngồi camera như vậy nè, nói chuyện với nhau, nhưng mà em ăn phần anh ăn phần em, rồi uống rượu thì cùng ly chung, cái đó nó cũng vui lắm. Nhi thử rồi, nó cũng kiểu rất là lạ, nhưng mà nó cũng là một kiểu hẹn hò. Rồi một phương án kế tiếp là các bạn có thể nói chuyện. Xưa giờ mình không có nói chuyện điện thoại, lúc nào mình cũng phải gặp trực tiếp để nói chuyện, thì bây giờ có cơ hội cho mình nói chuyện, hoặc là nhắn tin kiểu nghịch, kiểu đùa, kiểu giỡn, kiểu như là hâm nóng tình cảm mặn nồng như cái thời hẹn hò lại lúc mà còn ngại chưa có gì hết, thì chat qua chat lại. Thì cái đó cũng là một cái đáng yêu vậy mà các bạn cũng nên trải nghiệm. Rồi cái kế tiếp, đây là không phải là cái thời điểm để các bạn bồn chồn lo lắng hay cảm thấy là mình không có được dạng như là vững lòng á, mình mất niềm tin. Các bạn nên nhớ rằng không ngoại tình được đâu. Giờ đi ra đường nó còn sợ dính dịch hơn là dính bệnh nữa, cho nên nó cũng không đi kiếm gái đâu. Thằng ghé cho nên yên tâm cái khoản đó. Cái thời điểm này là cái thời điểm cố gắng tìm những cái gì mà fun, vui để mà kết nối với nhau, rồi làm cho cái mối quan hệ nó vui lại, nó đầm thắm lại, hoặc là nó theo một cái kiểu mới gọi là exciting, có nghĩa là hào hứng hơn. Nhưng theo như biết thì ở Việt Nam bây giờ cũng rất là mọi thứ không có được suôn sẻ,